Sáng ngày 16 tháng 3, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đang khẩn trương cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Khoảng 4 giờ sáng, ngày 16 tháng 3, Cảnh sát Giao thông huyện Nghi Lộc, Nghệ An nhận được tin vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo làm nhiều người thương vong trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Nghi Long. Ngay sau đó, xe cấp cứu Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đã nhanh chóng đưa hàng chục bệnh nhân tới bệnh viện cấp cứu, trong đó một nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, phần đầu xe khách bị nát bét, hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe đầu kéo chở xi măng bị hỏng đang dừng đổ bên đường hướng Bắc Nam trên quốc lộ 1. Thông tin từ các bác sĩ, có một bệnh nhân nặng phải chuyển qua Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Các bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương vùng đầu, chân và tay. Một nạn nhân cho biết, đoàn có hơn 20 người xuất phát lúc 2 giờ sáng ngày 16 tháng 3 từ thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa đi lễ chùa đền ông Hoàng Mười ở Nghệ An. Công an huyện Nghi Lộc đã cử cán bộ chiến sĩ tới bệnh viện lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.